Dạy cho đồng tộc con được biết thân con người ta chẳng khác gì cái thân ông nghe sớm tối lượn quanh chốn bụi hồng kiếm đủ trăm hoa về làm mật mà gặp cơn bão tố thế là tức bất hồi thiên thu vĩnh viễn tư niệm cụ nào âm dòng đặc thần tiên bạt do thì phần hương chứ đương không chiều thành các chư vị chân linh dĩ nguyện nhì đương trên không chiều thành các chư vị chân linh xin vong hồn nhớ thủa thương tình phách sáng lúc bình sinh ngày trước nhờ phép lực cao sang đón rước đội Phật ấm dẫn rước hồn về ba nghiệp duyên rũ sạch như in
đến cửa Phật tiền quỷ sám hối. Nghe lời quảng pháp đây là lượt thứ hai, xưng giám đàn lầy xưng minh công đức giang hòa. Nhân tình tự điều đồng lâm mà tu đại an lai thời áp tự phi thương thương căng như về chân linh giao tiên thiền đồ hò nguyện nơi con người ta, mà con người ta sống ở trên đời nên phải biết rằng cây có gốc nở cánh xanh lá, nước có nguồn thì bè cá sông sâu. Con người ta nguồn gốc bởi đâu, trước có tiên tổ rồi sau mới có mình. Mà công cha mẹ sinh thành là thế, dập một lòng mà bao bọc trong con, chẳng hề hao quản nước non, mong con trong được vuông tròn là hơn nề. Mà nào kể những hoàn cơn điệu thất nề, có khác gì như ngọc đặt trên tay tổ tiên yêu dấu đêm ngày, nâng như nâng trứng mà hứng tẩy hứng hoa. Mà nào những lúc vào mà ra bể ấm, cho đến khi ngày mà lâm chậm biết đi, dầm mưa dài nắng từng khi, đêm thời mất ngủ mà ngày thời kém ăn. Mà tưởng cây đắng trăm vận là thế, như treo non vượt bể mà thôi, công ăn vì tựa biển trời, Phật làm con cháu đền bồi mới cam mê. Thương ơi các vong hồn ơi, đường chiều nay là đường chiều thỉnh thứ ba, cho trong kinh nhà Phật mới có bốn câu thơ rằng. Mà câu thơ rằng làm sao thầy ơi? Cha mẹ ân thâm mà con đi Việt, trong cũng phân ni, đời người chẳng khác chim làm tổ, hết hạn rồi ra bộ cánh đi. Vậy cho nên các chư vong hồn mây tràn vòng trần thế, dù áo ra đi không quay về, ngàn thu vinh biệt tư niệm cổ lão âm lâm đạt thân điên đạt do thì vẫn hương đương không chiều thành nhất nhị tam tư ngũ lục đằng các chư vị chân linh. Duy nguyện đường song không kính hiến, các chư vị chân linh tiên tổ xin mê hồ mây quyền phép lành, thân tâm như trăng rằm tròn sáng, phép thần thống càng giáng về đây trong sân thân
không chút bụi, 7 năm phúc trầm cũng không hề thiếu. Nghe nơi triều thịnh đây là lượt thứ ba, xứng giang đàn lầy lĩnh chiêm công đức nhang hoa. Thì tam tân đơn ông tam triều đình ông bọc non hòn dế nói lắm trương thừa tam bảo lực ba thì từ đợt kim thời nay giang có 3 lần đột hương 3 lần mời chắc các thần chư vong hồn đã về tới nơi đây. Chàng vỗ thì di này lâm na căn trần nghiệp cao y đàng đại nhân đau đến nay đảm bảo mà cửa Phật đại nhác mùi trầm xa có ánh hào quang, có ánh hào quang trôi cả muôn phương. Trên nhà Phật tổ tử nương ra tay tế độ tìm đường cứu vong. Nguyện nguyện chư Phật gì thần thông lực gia trì, lực gia trì khối thủy đắc thanh lương. Con ái linh hồn, con sái linh hồn, chư kiêu nhiệm linh chiêm công đức vang tây phương. Nguyện chư Phật gì thần thông lực gia trì, khôi hoa thủy đắc thanh ở nương. Con sái linh hồn, chư kiêu chứng linh chiêm công đức vang tây phương. Nguyện chư Phật gì thần thông lực gia trì thanh hương hoa thủy đắc thanh ở nương. Quan giải linh đáng địch linh hồn chư kiều nhiệm linh chiêm công đức vang tây phương. Thích thanh lương thủy, nhất thích thanh cô thì quang giải nên ở tân dương á ra thì vàng thì quang giải thanh lương nhiên nào đến để ta bảo ghê tô quê tô tất để đầu niệm định để tận câu chi nàng kim sơn tán đại trần đề di nguyện thì được quy thi gia hộ thầy thích thanh lương thì quang giải nhớ đến con nhầm câu tân thanh đề ngã tân đương ngã ra thì pháp thì quan sai thành đương nhiên đau định để ta bao nghe tôi đang nói đau điệp tình để tận câu chi tam định thanh đương về văn ái này còn tân đương ngã ra thì pháp thì quan sai thành đương nhiên đau định để tam bảo nam mô thanh đương địa bồ tát ma ha tát nam mô thanh đương địa bồ tát ma tát nam mô thanh đương địa bồ tát ma ha tát. A Di Đà Phật. Vừa rồi là tuần mục rục tắm rửa cho chư vị chân linh gia tin tưởng tổ chúng ta được sạch sẽ. Giờ các gia đình chúng ta chuyển đồ mã vào để cho các quý vị đại diện cho dòng tộc và tất đội mã dâng lên cho các cụ ạ. Mọi người chuyển mã ở ngoài ngõ. Thỉnh chân linh vô giám gì? Anh thành cảnh một niên ai dám cách vũ năm thần tướng trưởng minh y. Nên hòa thành khối hối thành đường hòa quang tam muội biến tỷ nghi. Các phó cho phong minh ai thù dùng ngoài quỷ vô danh khước tà chi. Nhân danh ta thế bàn đồng tử danh ngôi nó có mấy nơi. Diễn giải cho chư vị chân linh xin dân nghĩa trong bài khám than. Hoặc ca hoặc hồn hoặc số hồn dương gian đa mán vây cho nên đại hải lâm trung tham thiết thay số tận mình cùng đau đớn nhé trong lòng chúa xót ni. Nay con cháu lập bày vàng mã con vũ năm sứ giả trưởng minh nghi.
Chiếu tặng nổi không được sai đi nghe cho tỏ không thì phạm vật nè. Ra khăn áo quần đồ hàng bày đặt những đồ dùng tiền bạc thiếu chi các vật dùng vật nào cũng quý thính vong hồn mà đính trí âm cung cấm những loài ngà quỷ vô danh không có được mạo danh chiếm đoạt. Má này thầy giao cho ông vũ năm cai quản các vong hồn cứ chẳng tuân như chiếu chẳng nổi không được sai đi nghe cho tỏ không thì phạm vật nè. Hoặc hồn lên tay viên châu vật hoặc là hồn chơi đất giao chỉ có chữ rằng sinh ký tử quy hộ dương kiến thưa phúc y trường thọ sở hữu y trạng cấp mã văn. Trạng cấp mã văn thầy ơi thầy cần đương tiên đọc à. Phong làm cho tham thiết trong lòng làm cho tham thiết trong lòng trông nên thấy áo càng thương càng sầu nơi hồn ăn ở nơi đâu hay là hồn đã về ý
hồn chi bất nhi văn ngô hiệu thành dáng mang thời hồn hồn chấn đại kim cương ngút phách bách gia nhiên bát nhã y công áo linh đưa ai giang võ nãi hoàn hình thì bảo tôn nhi vinh thế bất mi hiền diệu thế trường tồn như cố tình quang huy kim ngã thiền tăng thân diệu thịnh nai hoàn thân bị bảo tôn nhi đại khai chi kính minh như nhà tược bá vi trần đề giới trung nhất niệm siêu mai ước thiên lai vạn vật tổng biên thông thực hiện ngô nhân đồng bằng chiêu nhân đồng an kiến công hạnh mục kiếm hung quê kinh hạt toàn cư kiểu quang thế bích mông san san chiếu thần xa tát đồ tát đồ tát đồ nấu ra một bà lần khai thì hồn một thông minh su cũng thể như nay điểm khai thiệt hồn điểm khai thiệt hồn một thông minh thiết cũng thể như nay điểm khai mà thân hồn điểm khai thân hồn một thông minh ngữ cũng thể như điểm khai mà ý hồn điểm khai ý hồn hồn thông định đi nhất chân tượng thanh tịnh nhà thứ thể dưới ngàn đi lục căn vô chướng ngại ba thức hợp quang vương phòng linh thịnh quái nạn linh kiếm hợp về quang vương dùng ngàn thập thị thiệu vương kiếm hợp vương ngã thích đằng cúng thạng kiếm vùng mang lên kệ thánh chúa thiên cung nương ca lăng đầm giả thánh từ bi vấn chúng thầy nam mô ca lục thúc bồ tát ma tát nam mô ca lục thúc bồ tát ma tát nam mô ca lục thúc bồ tát ma tát cung thỉnh thanh chỉ biến mi thanh y bạch chỉ biến mi bạch y hắc chỉ biến mi hắc y hoàng chỉ biến mi hoàng y án và nhật hoa cung trung tài mã nay thành hình xa án và nhật hoa cung trung tài mã nay thành hình xa hạ án và nhật quan công trung tài mã nay thành hình xa hạ thượng nay ký hạ quang nam sở hữu minh nhi tài mã vàng bạc kim ngân mượn ở trần gian phó đồ thiếu hoa Phật quý vị con cháu có tập bái tạ tập mang mã tập hóa cho chư vị chân linh gia tiên tiền tổ cho tiếp tục vào tuần quy âm. Giờ đám chân linh sinh tình độ kiểu liên đại hạn lễ di đà. Anh em con nhớ đây vì họ nguyện đi sám đi và sám đi pháp sám đi tăng sám đi Phật pháp tăng tham bảo. Tư giả chân đi nguyện ra điên độ cao cao chi độ cao 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 thổ thì cô đi đi ngoài hạ thân điệt thinh nhà. Viên ngàn nói ngoài đằng chư chân linh đổi trước nam bảo Phật đèn quỷ xa mỗi chân linh quỷ Phật chân linh quỷ Phật chân linh quỷ Pháp chân linh quỷ Pháp chân linh quỷ Tăng chân linh quỷ Tăng chân linh quỷ Phật Hoàng Tôn Tôn chân linh quỷ Phật Hoàng Tôn Tôn chân linh quỷ Pháp Ni Dục Tôn chân linh quỷ Pháp Ni Dục Tôn chân linh quỷ Tăng Chung Chung Tôn chân linh quỷ Tăng Chung Chung Tôn chân linh quỷ Phật Bát Lạc Địa Ngục chân linh quỷ Phật Bát Lạc Địa Ngục chân linh quỷ Pháp Bát Lạc Ngã Quỷ chân linh quỷ Pháp Bát Lạc Ngã Quỷ nhất thiết cùng kính tâm kính lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo nhất tâm kính lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo nhất tâm kính lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo nguyện thử hương nhiên vạn biến ban thờ phương giới vô biên Phật độ chúng vô lượng hương trang nghiêm Bồ Tát đạo thành tiểu như nay hương cùng giảng di nhân thiết cùng kính
nhân tâm kính đệ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo ngã kim phổ vị tư ân tam hiệu pháp giới chúng sinh tất nguyện đoạn trừ tam chướng quý mạnh sám hối. Ngã đệ tử chúng con trong rồng đầu họ nguyện huyết đại vì sám hối chư vị tiên linh nguyên biết đường thượng tổ chư vị chân linh thất tổ cửu hiền cập tam hữu pháp giới tư ân chi tâm sám hối vang tế sở tạo chư ác nghiệp giải do vô thủy sám sân di tổng thân khẩu ý chi sở sinh nhớ tiên ngã kim giải sám hối như thị nhân gia chư nghiệp chương thân ai tiêu diệt tận vô dư niệm niệm chi chú pháp giới quảng độ chúng sinh giải bất hoại sám hối phát nguyện dĩ quy mạnh lễ a di đà phật biến nhờ tiết tâm ơn nô hương xa nhà pháp lôi màu ơn nữ vạn hải ơi tấn na văn thị thư ghé tường văn này nhĩ vương ơn nữ vạn đề nàn tấn na mô hương văn cái bồ tát ma tấn na mô hương văn ngã bồ tát ma tấn na mô hương văn ngã bồ tát ma tấn định cộng nghiệp chân ngã nam tu lệ tu lệ ma tu lệ tu tu lệ tát bà tu lệ tu lệ ma tu lệ tu tu lệ tát bà tu lệ tu lệ ma tu lệ tu tu lệ tát bà định thân nghiệp chân ngân tu đa ni tu đa ni tu ma ni sa bà tu đa ni tu đa ni tu ma ni sa bà tu đa ni tu ma ni sa bà định tâm nghiệp chân ngân an tha bà và chân đà sa bà đạt ma sa bà và chân đô ha man sa bà và chân đà sa bà đạt ma sa bà và chân đô ha man sa bà và chân đà sa bà đạt ma sa bà và chân đô ha man đô địa chân ngân nam mô nam mô nam mô nam mô nam mô đồ 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 địa vị tam bà nam mô tam an nam mô ta nam an đồ 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 địa vị tam bà nam mô tam an nam mô ta nam an đồ 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 địa vị tam bà vô cùng nhân chân ngô nam ngã ngã đẳng tam bà nhật nhật na hậu an ngã ngã tam bà viên nhật na hậu an ngã ngã đẳng tam bà nhật nhật na hậu khai kinh giải vô thượng tam tam vị giáo hồng minh thiên na nữ kiếm an ngô ngã kinh nguyên văn na thủ trì nguyện giải như lai nhân thường nghĩa nam mô bản sư thích ca ni văn nam mô văn sư thích ca mâu ni văn nam mô văn sư thích ca mâu ni văn phật thuyết a di đà kinh vô thị ca văn nhất thời văn tại sa vi quốc kỳ đồ công cô đầu khuyên tứ đại thị hiệu nhất biên nhị mạnh ngũ thẩm chân cầu giải thị đại a nan chúng gia chi tư trưởng não xã nội phát ma mục kiền niên ma ca diếp ma ca truyền diên ma cầu hi la li ba đa du nơi ban đa gia na đa an đa na hầu la kiều a ba đề tất đạo nữ ba đa đoạ ca niu đa di ma kiết tân na và câu a lâu lâu đa như thị đẳng như đại đệ tử định chư hồ tát ma tát văn độ sự lai pháp vương tự a di đà hồ tát kiệt kinh tàng trí tuệ như hải tử quý tăng ngon nguyện chúng sinh tông ni đại chúng nhớ tiên vô hại hòa nam thanh chúng nguyện di tử công đô phổ cập ư nhớ tiên ngã đẳng cư chúng sinh giai cộng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên chư tôn thiền đức cùng với các quý vị trong gia đình họ tộc Nguyễn Viết. Tuần vừa rồi thì chư tôn đức lên tuần cúng triệu linh cấp mã tắm vong cho vong linh tiên tổ Nguyễn Viết đường thượng. Vào tuần kế tiếp thì chư tôn đức vào tuần tụng kinh Di Đà niệm Phật cầu siêu, nhất niệm Di Đà tiêu vạn tội. Thời giờ đã được chu viên hoàn mãn, xin các quý vị chúng ta Phật tử cùng gia đình trong đồng tộc chúng ta giải lao trong giây lát ổn định đạo tràng và cũng tuần tam phủ giải oan thích kết A Di Đà Phật. Thành ra
đình đồng tộc họ Nguyễn thì tòng đỉnh lễ tam thánh tam tôn cúc cung tam bái. Phổ thịnh đại chúng thi khẩu đồng âm thiên diễn đại thừa tan gai bảo đình thế nhớ nhận nhận đại ngưỡng phổ hiến thờ phường thiên đại ngô hết phá cho cơ lớn tự hoàng lệ vương vô thánh thiên thần thường nam mô hương nguyện cái bồ tát ba hàn hương nguyện cái bồ tát ba hàn nam mô minh đăng a di đà ma tha thương cùng hiến thánh lễ thờ phương nam bảo tiền tăng vũ công đồng đại thần linh tâm a tháp đạo vô nguyện phật ma điện gần gũi đơn giản hóa ra đủ hiện thoát toàn nề à thiên dĩ mãn thiên thống ngài linh cũng ngũ trần thi bảy biển dĩ tăng nghiêm cung vãng ra di về được bằng tư bám thủy thầy và thử phạm mà chân giáo hiếu tình quý chân ngôn gần đường di tông thế đồ thế đó đã thế đồ nhà đây nơi đất cầu thì ác kỳ cương đã thờ thần bồ đề 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 phương vô lượng thường trụ tam bảo nhất thiết chư Phật Bồ Tát ni di nguyện ni hoàng thị lẫn vân quảng bá từ bi thỉnh giáng đàn tràng chúng minh gồng nước hương hoa thì nghệ đồng tộc chúng con khấu đầu lễ trước Phật thánh thiền mì chúng nguyện xá tội địa quan các tòa phong đô thập điện diêm la đền hoàn túc trai các tòa ngục nghệ quan nề ngày nay đồng tộc lập đàn cầu cho tiên tổ thoát vòng người âm cung tội tình dù có dù không xin người cứu giải thoát vòng âm ô trạng văn ni sắp tấu tới tòa âm siêu dung khánh đề hoa hiện vinh nhất lành dẻo xuống đất lành mỹ ơn ngài địa tạng nghi cứu sinh muôn đời nam mô địa tạng phước bồ tát ma tát ni hoa thịnh nhất tâm vùng thịnh tinh cung hào hào hoàng thí hoài hải tri ân ba bôi quyên trùng trùng lợi thế giang hà chi đứng trạch cung duy thủy phủ chi tôn phù tang cam lâm đại đế đại ngà thiên long chúa bát hải long vương cửu giang tứ độc hoài hải long vương thủy tề đồng đinh tinh nghi ngà cung thủy giới thủy phủ chư tư nhất thiết thành chúng nhất tâm hùng thịnh
tạng thần viên mãn vạn đức trang nghiêm hoằng khai vô lượng tông trì môn phổ tế hữu tình phiền não hải thập phương vô lượng thường trụ tam bảo đà la giáo chủ kim sĩ man vương đại thánh đại từ linh ca ngô bách danh quan thế âm bồ tát hoán thân bình đẳng nhân ngã câu vong đại thánh phổ quang giải oan kết bồ tát cập tả hữu trợ giáo giải trệ hòa oan sứ gia hoa quả sơn trung thủy niêm đồng lý thăng thiên nhập địa thập huyền thập diệu đức nan được đạt thánh thần thông vạn pháp vạn linh không mạc nghi chắc cung thỉnh đấu chiến thắng phật tề thiên đại thánh ngộ không lão tổ thiền sư thỉnh giáng hoàng thí diệu lộc quảng vạn thần thông hoa thỉnh thần công hãnh dịch hiện hiện uy linh đại thánh ngô xô xa ma quân trả lời đại minh vương hỏa luân huế tích kim mỹ cường đại dung mãnh kim mỹ cường tô tất đô là minh nghi vương phấn độ minh nghi vương quyền minh vương cố minh vương kế lị minh vương tị mang minh vương nghiệt tình cha minh vương tân nghiệt minh vương thiệt định minh vương thương yết minh vương vĩ nhà minh vương mục giả minh vương nhật thiết kim cương chữ tôn thánh trung duy nguyện hoàng thị vương thuyền quảng vận thần thông giáng phó pháp duyên thủ tư cung giảng nhang hoa thỉnh thành đức ông tề thiên đại thanh thanh huyền thiên cùng ông đồ thiên vận tổng thông giáng hạ bản đàn tha tài thanh cứ trong phật pháp mà nào là qua theo công anh đức tản viên xuân chúa anh linh thánh không độ đại minh mà cứu thế thình đến quan mà thình đến quan thiên triều đại đế cùng là ông quân đa lý thần dừa pháp anh linh chóc quỷ khuông trừ đồng dự tướng trung đồng thủa trước thình đến quan con thỉnh đến quan sơn tiêu đầu cướp chu văn minh danh đặc thần vương thỉnh đức chầu nếu cùng đức chầu mường tùy ân quyết thính có mà hô triệu thỉnh đức thánh trần vương ưng đạo chém ba vương giữa chốn đằng giang thanh ngụy trưng thác sinh nước đường đánh cờ tiên long hầu thần thông bí diệu thình đến quan thần văn đô triệu nguyên sái hùng dùng được ba năm canh lào ngũ nội mà lào ngũ nội phải cứ lệnh triền lào nội tướng ngũ viên mà ngũ phủ mẹ khô thần thì hồn an miễn nữ kiên thì biểu ngơ u hiện vị nghe minh nữ hoàng phúc trí nghe tào cũng đồng thiết lấy hại thiểu an hậu duệ dị doanh quy cảm thiên đình ni nghe liêu ngã trẻ kim bằng bậc xuất do vì thiên ni tổ nguyện viết đường thượng lịch đại tổ tiên tông thân hồn sinh tiền vi ác nghiệp đa nghe phan đa một này hầu chỉ tội ngăn này thâm trọng nhất nhất kết thành nghi oan trái ban ban nụy tác khiến đi chiến hoặc dị thứ vì khúc nhi tuần lý tu tình hoặc gì nhớ vì nhớ hiểu nghe vô nghe nhi vọng hành giá tụng lại cập mi tử tôn khiến bác đồ linh tộc khuyến bàng hoàng thương đôn khổn dĩ tụ trần vọng thánh thông nhi quảng sắc
phục nguyện ni tạng ni quan đồng tám thập mà hữu thập mê thập điện ni thủy hữu bá đức hoàn ni nhân tùy tế khổ xa khiến chi niệm bồ công chi dự quang di thí ai nhân lợi vật chi tâm bị cánh kỳ an tích tiêu không miền ni câu liêu chấp đôi nghĩa tụng đình ni bái tức nghĩ hiệu khảo lượng ư hình tụ vọng nghĩ thì nghe minh nghe vuông cao nghe dĩ tiêu đình hoàn trai nhi kiều nghe thủ nhi đoạn nếu minh nghe dương lương lội tồn thì một quân đi an tiên linh tổ đi dĩ xeo nghe thăng nghe hậu thuệ nhi tôn nghe chi cát nghe khánh nghe kim vị kim mi sở ý cụ hữu đầu tự hành đối vi quang khất thủy thông thính ngương duy thiên phủ chư thiên thiên thế thanh nghe đế ngự thiền ni địa phủ diêm ma thiên tử gặp danh thiên thành trùng thanh đế ngự thiền thủy phủ đại thiên long chúa bát thải long vương nghe thanh đế ngự thiền ni nguyện thủy giám sát ni đôi khám sự do kim hữu trạng văn điệp văn ni phổ triệu hợp hành tuyến tô thì phù chỉ tôn đại thiên long chưa bát hải long vương cập nhất thiết thanh trung tinh quyết hạ phục hiền hoàng thiên đâu thì hiền hách uy linh đạo đại đức thâm công niêm tụng sự phan ni thi hành trùng khinh tội phục tài liệu oan diệt liệu tội ngưỡng kỳ thủ tạ tiền khiên đôn nhật chịu cả nhật tân tảo đăng khiên truyền qua trái phục khất thanh y khoan hòa bì kỳ phong xá cần trạng đại tâu tự ở văn tuế tư năm quy mão niên thất nguyệt sơ cửu nhật hạ hoa thời đương đà phá sự thần sa môn thích thanh nam phụng hành đồng con cháu trong dòng tộc họ nguyên cúi đầu thành tâm bái trạng thường nghĩ được lấy văn trạng cấp mất điệp mà phổ nên thiệu tuyên đạo dĩ chuông vọng từ thanh từ phủ thủy thay nam khí miêu từ trạng báo hồng bằng phó lô hòa hoa hồ cứ tâm nghĩ nhớ mà lo mà ta biết chưa bỏ hai đèn tình tình chú đưa mua không không thể đưa ra nấu không thể đưa ra đời đã mua ăn từ đầu quán tự tại Bồ Tát Ma Ha chỉ cần tôi chân thôi đàn chàng này ngày nay mấy mà trên có lời pháp sự khuyên ngăn dù ai tới chốn đàn chàng ngựa trong vân mát tòa vàng nguy nga chưa tối nổi sau ta rực rỡ vẽ rồng bay phượng múa nguy nga chàng phán
thiếp phúc hà xa ai mà cung kính ắt là phúc thêm. Nếu ngược lại coi xem vi bác này ra điều khinh mạng tôn nhang luật trời tội ấy phải mang ngăn ăn chẳng kịp rõ ràng không sai. Ta bằng giám sát đôi ngài chứng minh công đức những lời tấu dâng vần trời vào mùa thu năm Quý Mão tháng 7 ngày mùng 9 giờ nành tháng đốt đương ngôi pháp dự thần chư tăng thích thánh nam phụng hoành hòa nam cân bạch. Khai khai kiến minh dương phổ độ gia tiên cầu siêu pháp đàn sở hữu tả hữu diễn nghĩa bảng văn hợp hành tuyên lễ thị thiên đế đàn trang dĩ biển bình minh đăng trúc dĩ giao ra pháp là phú trần để ai ai nhang hoa nhi đâu thể đạo tràng dĩ tập đại chúng ban hành đồng tộc chúng con chí thành nhất tâm cảm cách tiền là đại kim trung kinh sứ hậu cả ngọc hành minh thời điền điền trung cổ hưởng liên thiên giáp giáp bạt nạo văn chân địa thượng thông cần kiềm hạ đạt khôn duy liễu liễu đông triệt sơn hà lương lương kình giao thế giới hùng gia chư vương cấm kỳ nữ kỳ thơ sứ nòng thần ninh vô vô ý chi tâm tật hữu an ý chi lực can sinh hoan lì cộng chứng viên thông nghiêm trình quy quan trường thừa phật nữ lực Như Lai giao hữu an quý thổ địa lâm thần chân ngôn cẩn đương chi tụng nhà đẹp sơn duyên trừ linh huống thử gian thổ địa tối lòng thần tài văn tiên diễn diệu chân ngôn các chân vương ngông sinh hoan hỷ mô sinh hoan hỷ địa bồ tát ma tát nam mô sinh hoan hỷ địa bồ tát ma tát chính cỡ tam thông cung minh nhị phật thánh tam phủ tốc giáng đàn chúng linh thanh Đại đàn đô nhiệt minh gương ra du thượng hậu lưỡng vô công hòa nội đã thanh hư đi đám minh vương nhân thụ biến đà phương nam mô vương vương cái bồ đất ma ha na nam mô vương vương cái bồ đất ma ha na nam mô vương vương cái bồ đất ma ha na nam mô vương vương cái bồ tát ngưỡng bạch đi ngưỡng bạch lăng nhân quảng đại nga miệng ra các vương viên tiện thế giới dĩ vô thường vân từ cứu khổ thị dĩ hoàng cung giáng đẳng tuyệt lĩnh tu hành tu thanh mà dĩ long vân nghệ thanh sơn nhi thế phát lấy dung nghĩ sao quả vũ quậy định nghĩ chú mi vọng nghĩ vì vòng gian tua tịnh diện chương chân thường đoạn trần ao nhi thành chính giác khúc thủy phương tiền càn ứng dòng thông duy nguyện mần chúng sinh chứng minh công đức kim trai chủ đồng họ nguyên chúng con hợp đồng gia dương môn quyết năng đàn khai nộp đồ tinh định nhân tâm mì hòa diễn phạm thiên hành bình giáo gia chi pháp sự nội vị phong linh gia tiên tiền tổ nguyễn gia tiên tổ căn trần đối đái hoan nghiệp khiên triển trưởng ngã phật chi pháp môn giải chúng sinh chi kết phọc thành tâm tín chủ đại bi chân linh ngư tam bảo ngũ tiền giải phô thủy phiền não muôn tâu phật từ bi rộng lớn quả phúc lành đầy đặn phương viên nhắc trong thế giới ngu hèn mở lòng cứu khổ oan khiến chung trùng ấy từ chưa
nước hoang cung giang đàn dốc một lòng tu tạo phương tây thắng trong võ ngựa cung mây thanh sơn thế phát tu này đạo màu dòng dòng trình trinh trong đầu nam tổ nhân tân hương mày nọ giá chi một lòng đắc đạo cứu bi bụi trần rũ sạch chứng thời mà Phật diên hiền phép tiên nhũ nồng phương tiên cảm nồng thành tu đến tiên đình giam xin đền gọi chúng sinh xét xem công đức chứng minh lòng chân kim kim giá trai chú dòng tộc họ Nguyễn chúng con hợp đồng nam môn nữ thế đồng gia nam phụ nao ấu đồng dương môn quyến đẳng đàn khai độc đo tín tình nhân tâm y bằng khóa diễn phàm tiên hành bình giáo gia chị ba sự lữ phi bông linh căn trần đôi đại hoan nghiệp khiên triển trưởng ngã Phật chi pháp môn dài chúng sinh di kết vọng thành tâm thanh chủ đại vì chân ninh ưu tam bảo ngự tiền giải vô tí phiền não nay giai thủ ân cần kiền thịnh thịnh chư tăng đức anh thuyền trai này thời lục cũng đàn khai lục căn lục kết trong ngoài phương viên mà lục hương căn liền đệ cử tiền kết nhân bàn từ hung đệ tây giao tây kéo đệ về phụng hành pháp sự ta chỉ trang việc ngưng ngó tùy trên man tan cứu linh hồn cho khỏi oan khiên chiết bao kết phọc khiên triền đều nhờ Phật pháp đạo hiền cứu cho này hỡi thương người các chư vị chân linh gia tiên liền đồ họ quyến nơi điều thứ nhất bình sinh thùa nọ ở trên đời thường có nồng tham quả mình thì mình giữ cho cam quả người châu báu cũng toan của mình nghe mà kìa chẳng biết tay đành đất đã quý đồng tiền tài sơ lý của chung bo bo dư của nam lòng mà những người nghèo túng bần cùng mà chẳng thương mà chỉ vì thế nên không đường giác phụ của nặng nghiệp đời mới có oan khiên từ nay gia đình con cháu dòng tộc họ Nguyễn chúng ta phải đi làm phúc làm duyên nam mô bố thí để đền mà oan gia nam mô bố thí đa la mật di giải phù tài oán gia chi kế nam mô bố thí ba la mật di giải phù tài oán gia chi kế phong linh nhà đánh vô quang giải oan kết bồ tát cập tân cho giáo giải chế hỏa oan sứ giả thù trì vào ấn đệ nhất giải thích tâm phương giáp bát mộc dân mau chân công màu được hòa sinh huệ đau cắt đoạn nội can ngoại nhà nhãn căn thanh đình đình quang vương Phật nội khương ngoại không trung thanh đình quang cương đầu nhập tỷ đưa ma tuy nhã tiết vạn vật sai không sắc trần vọng diệt tham nghiệp tiêu công án quang minh thanh đình rồi án quang minh thanh đình rồi án quang minh thanh đình rồi án giải kết toán thủ sa hạ án giải kết toán thủ sa hạ án giải kết toán thủ sa na ma tát bà na ma tát bà na ma tát bà an á giải nhà ná cái mới biết tâm vương là gốc dâu thanh hiền tội phúc tâm sinh nhược bằng trăng giữ trăng này thánh phạm câu dẫn thiên đường không xa vì bằng như khoảnh sát xem xong đạo Phật thật là diệu thầy nam mô giải oan kết Bồ Tát Ma Ta nam mô giải oan kết Bồ Tát Ma Ta chúng sinh giữa nghìn đời muôn kiếp vì não phiền trong nghiệp trần duyên thầy nam đây vâng lệnh Phật truyền độc bá na mật nam duyên cho đời cô thủy luân hồi thiên văn kiếp lai do phiền não bất giải thoát ngã kim đoan trừ phiền não căn lục ba la mật vi giải kết này kim ma giả vong linh gia tiên tiền đồ dòng họ nguyện là trung con thích tai diếp ma phụ tạo ngã dâm dâm tà dâm đam ma dục chi sử ngã đạn tâm thần tinh trí vô tăng mạnh vong thần bất trí nữ sắc giai nhân viêu thập độc xa mạnh hổ cố sát hại thang sinh bệnh tư phu từ kỳ sắc thần hoàn kết di tâm trái hoàn an tận nhược bát chỉ giới năng thoát oan hồn kim đương chỉ giới nhi độ tà dâm dĩ giải phủ bệnh oan gia chi kết mà điều thứ hai tính tà dâm dục loạn tâm
thần này khó chuộng tính ninh, thương thay mình lại làm mình bởi tham gái tốt trai lành cho cam mà. Nào ai biết rằng diện hay nợ, cương đất là ngẩn dữ hùng béo, hai người nấy của cũng nhiều, cứ điều ức hiếp vũ điều sẽ thân. Các bảo an mình cấp cấp như luật này. Pháp sư đăng đàn khai hoa kết ấn giải oan kết chân vô. Maha Maha Namo Gyan Nyan Tam Te.
tinh hoàng, hoàng tam tinh hoàng, hoàng Phật pháp khai thông, hữu tội vô tội, có tội không có tội, bất đắc hành đàng khắc chư vong hồn, cấp cấp như luật là lẽ. Thì kim tất trường chấn thao địa ngục môn dục nhân dục nhiều chi tam thế nhân thiết phật nè ưng quan bám giới tính nhất thiết di tâm tạo phá địa ngục chân ngôn tích trường minh châu tây thầy nam tích cơ trưởng là mình châu ba hàn thế giới lục dâu phải dò từ âm phủ cho tới diêm nga mở tan ra cửa ngục phá than tức thì đòi ơn đức phật từ bi phá địa ngục chân ngôn tam tinh mà hoàng hoàng tam tinh hoàng hoàng vần phạm ngay thông hữu tội vô có tội không có tội bất đắc hành đàng đắc chư vong hồn cấp cấp như luật định cơ đắp cấp 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 như luật lên thế pháp chủ đa trì khai đai dây dao tay kéo ra chỉ giải oan kết chân cô thank you.
dùng dầu tươi bao quanh nhà, thả cây bóng đúng là đường đi cũng chân sâu ngàn. Hồ ao có sen băng vàng, hoa tự hoa ra hào quang, màu sen trắng xanh hay vàng, hào quang sáng lên muôn ngàn để giang đón dân ta ba. Gọi đây rồi lên nhang trời, người được nghe yêu sâu mới, hạt mưa xuống đêm hoa trời, tỏa hương á thương cho đời, người nghe sẽ an quân đời. Thiếu công chi nhận lục danh thượng thành, các đạo an ninh cấp như lần này, cấp như loạn nên thử đang đổ đi à, thần chi tối nay thắng thiên nhập địa tu âm minh từ tua hoàn tố bất đắc hiểu để thiếu công chi nhờ lục danh như lần các bảo an ninh cấp nhân loạn nên cấp nhân loạn nên cấp nhân loạn nên. Dàn phó nô dụng vàng hoa 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 tôi tới tâm bán nhà ma nó bắt náo không quay khai thành thức dẫn trở thành nguồn pháp thế ở tôi vừa rồi mơ ở đây pháp thế ở tôi vừa rồi mơ ở đây pháp thế ở tôi vừa rồi mơ ở đây pháp thế ở tôi vừa rồi. Cần thỉnh đại thánh tà na yết đế thần tông đông chứ đại giả bi chứng minh đệ tử sa môn ni pháp phụng chỉ thủ đao như cắt đoàn luân hồi vàng kẹp bán lân ni toàn băng nướng đợi bách phúc thua kia kim niên kim ma nhật kim ma thời kim vị kim vị sa môn phường nhàn đà thánh bồ quang giải oan kết bồ tát đa đao cắt đoạn vong hồn siêu tăng đồng gia đồng tạo phú quý thọ khang ninh giải oan kết chân vô. Truyền xa môn hương lệnh Phật truyền, truyền sai sứ giả xuống biển phong đồ sắc sai tháo thở ngục tổ kêu đầu ngục tốt y như lệnh truyền rước hồn về chất đàn tiên. À, về chất đàn tiền rước hồn về chất đàn tiền chẳng được chỉ hoán hiền diện đâu là trình vua thập điện diêm na 18 cửa ngục tha ra tức thì đòi ơn đức Phật tử bi. À, đức Phật tử bi đòi ơn đức Phật tử bi tụng kinh sám hối vị cho hồn đồ cho hồn đồ cho con cháu khang ninh thọ chưa. À, tội vô tội có tội không tội bất đắc điều định cấp như luật nên. À, tích trưởng Bình Châu tay thầy cầm mà tích trưởng Bình Châu à, 3000 thế giới lục sâu phải dò từ âm phủ cho tới diêm na mở tan cửa ngục phá tan tức thì đổi ơn đức Phật từ bi. Phật Pháp khai thông hiếu tội vô tội
có tội không tội bất đắc ảnh tàng các chư vong hồn thì cấp như luật linh cấp như luật linh Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm Ni. 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 Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Họ nguyện ơi các vong linh bình sinh sư thế niệm nữ bốn trì khởi tâm nhi hóa phát liên thiên cử tốt nhi hại thương đằng vật phóng tâm tâm loạn mà vắng năm năm loạn tư phóng tâm tâm loạn là tư hại thương đằng vật phóng tâm tâm loạn tư ý vọng hành mỗi mỗi niệm tưởng vọng não thường thường tư lượng đắc bất giá thiền đã toàn nan giải thoát oan khiên thiền định độ tán đoạn chi tâm di giải phụ đà oan gia chi kết mà điều thứ năm mà trong vòng cơ sở chí anh hùng liềm lờ bôn xu ví bằng ngọn lửa chu du nơ tay mà sát hại mấy đồ sinh linh cũng có kẻ vòng hành tư trí nghĩ xăm xăm tính quỷ ma ninh ở lòng toàn mất tính ninh thường thường thằng cứ tính quanh ló quang vì bí chẳng được đan chàng giữa tội sao dê rằng mà thoát khỏi oan gia Nam mô thuyền đình ba la những hồn phụ đã vượt qua luân hồi. Nam mô thuyền đình ba la mật di giải phụ đà oan gia chi kế. Nam mô thuyền đình ba la mật di giải phụ đà oan gia chi kết. Bồ quan tấu bất đắc hiểu định hí công chi đật thượng không được thanh các bảo an ninh cấp như đợt ninh cấp như đợt ninh thượng nay ký hạ quang năm sở hữu cáo văn vượt nửa dần gian có nô dung băng hoa 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 từ tay đông ba ra là mặt ta đông về dần dù giờ từ tay ngũ ẩn đế pháp đề tu ra ra ngũ ẩn đế pháp đề tu ra ra ngũ ẩn đế pháp đề tu ra ra nam mô đông vân đồ bồ ma ra nam mô đông vân đồ bồ trường xuân
châu tay tay cầm tích trượng minh châu ba ngàn thế giới ngục sâu phải do từ âm phủ cho tới diêm na mở tam cửa ngục phá tan tức thì đội ơn đức phật đã từ bi đạo nan di thủ trì kim thích trường chấn sao địa ngục môn phá địa ngục chân hồn tam tinh hoàng hoàng tam tinh mà hoàng hoàng phật vãng tai thông hiếu tội vô tội có tội không tội bất đắc ảnh tàng các chư vong hồn cấp cấp như luật đây cấp như luật đây Nam mô A Di Đà Phật nhé, Nam mô A Di Đà Phật nhé, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm nhé, Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm nhé, Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm nhé, Nam mô Bồ Tát Quan Thế từ lâu năm chúng con mong thầy cùng tăng ni mau về đây đường thiện lý hôm nay thầy và phật tử đến nơi này niềm hạnh phúc vui dùng thầy Nam mô A Di Đà Phật 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 Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm 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 Nam mô A Di Đà Phật 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 A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di A Di Đà Phật A Di Đà A-di-đà Phật
Đồng từ hai bức mới phân chia trước cửa từ tôn chập bút phê âm tín giáp này thầy đao phó âm dương nương nợi biệt phân ni đẳng hồn oan trai chúng bay đến thầy đều đến nghe thầy phát của chia cho ra tài sản vật đố no của nhà tín chủ mỗi đồ ô mà cắt ra. Thầy đa chi trung án khoa thập phương chư Phật mỗi tòa chứng minh đẳng hồn mà thinh pháp văn kinh từ nay khoái nạc siêu sinh thoát nìa trên thời tam bảo ngự tiền tề thiên đa thánh phổ quang hai tòa đầy thầy phát của chia ra phần ai phận ấy nấy hỏa đem đi áo thầy ơi áo này là áo túc y phó cho tín chủ nấy về làm ăn mặc vào thì tuổi thọ trăm năm túc y túc thực nhân dân thọ trường áo giấy này thì vận chúng oan hồn đem về âm phủ chớ còn vãng này đồng tiền thầy ơi đồng tiền là của gia tài 29 18 chẳng sai đâu là 9 đồng tiền thật thì thầy phó cho chủ nhà nhân khang vật tỉnh vinh hoa tông đường 9 là địa cửu thiên trường âm phó cửu tộc các phương cửu thành lấy tiền vận chúng hung tinh nế về ấm phủ nánh mình cho xa từ đây hồn trái oan ra chớ hề xâm phạm tội ra đến mình lý ngư thầy ơi lý ngư là của tốt nành hai con cá để dành đem ra một con để phân cho chủ nhà sinh con ở cái đề đa càng nhiều lý ngư là phúc phong nhiều phúc cho tín chủ giàu sang bình an một con phận chúng oan hồn đem về tới chốn giang biên hải hà bằng nó chẳng nợ con la oan hồn thời nánh cho ra từ này thầy ơi nại ba tiêu vốn có hai cây thầy phó cây này thì phần hộ sinh nhân ấy về trồng ở ngoài sân nở ra tươi tốt thanh tâm lườm ta ấy là phu quý vinh hoa cháu con thịnh vượng nở ra hai hàng cây này phận chúng hung ương đem về trồng dưới bắc hàng nằm ghi thấy nó chẳng sống một khi oan hồn tuyệt tích chớ hề đến đây dã vu là vốn có hai cây hiệu là cây đáy cây khoai nước này cũng phân hai của ai nay giữ vận ai người cầm cây này thì vận hộ sinh nhân trồng cho co dễ thâm câm tốt lành cây này vận chúng hung tinh đem về âm phủ lánh mình một thân nghe thầy dạy bảo ân cần từ tội nay giải thoát khỏi nần oan gia nõn kê thầy ơi hiệu nó là trứng gà thầy phó một trứng cho nhà dương gian đem về nó nở con ra ấy na phúc quả ấy còn bến âu oan ra thầy mới chia sau trứng này giữ nấy để hầu nam khi đem về trốn âm ti âm dương cách biệt phân ni hai hàng ma đậu là thóc là đỗ là vừng thầy ơi thì kể thầy cũng phân hai của ai ngay giữ phần ai người cầm của nhà sản vật thế gian thường dùng chia cho tín chủ mỗi thứ một phong đem về mà làm giống mà trồng dương gian sinh nhân thịnh vượng cháu con căn thâm uất mẫu thiên xuân dõi truyền một phong thì phải phó cho oan hồn đem về âm phủ chớ còn vãng này nào xong nào bắt đi thầy thì cũng phần hai của ai đây giữ phần ai người cầm phần này thì phần hộ sinh nhân đem về làm chứng cứ cấm ngăn quỷ tà ấy ấy là phúc quả hãy còn bền ôi nồi đất đi thấy bằng giấy bằng đất đây thì thầy mới phân sau để dành tam thế hoàn gia giữ làm chứng cứ cấm ngăn quỷ ta ấy là phúc quả ấy còn là bền ông hoàn gia thầy mới phân sau giữ làm trầm chứng cứ cấm ngăn quỷ ta đem về âm phủ chớ còn vãng nai ấy là sản vật gia tài thầy đã phân phó mỗi loài gồm nó lại có hai bức đồng từ âm dương lưỡng loại đoạt phân chia hai phần thầy ơi bức này thì phần hộ sinh nhân lấy làm chứng cứ cấm ngăn quỷ ta bức này thì thầy phó cho toàn thế oan gia siêu sinh tịnh độ cùng hòa một thân bảo nhau ăn uống ba tuần thiên thu ba mãn thường phân đôi đường giờ này gia chủ chúng ta đứng dậy chuẩn bị nam bắc mỗi người một phương nhân xe sinh nhân cát khánh hồn lầy siêu tăng nam mô giải oan kết bồ tát ma tát nam mô giải oan kết bồ tát ma tát nam mô giải oan kết bồ tát ma tát hồi hương công đức tu đắng hạnh ngô yên nam vương ngã hoa hương hồng yên trong đây chư thống linh nam mô vô lượng công đức giải thảo phương nam đề nhân nhân phật chư tôn bồ tát ma đát ma ba nhã ba na ba tứ thanh ngư hồ đồng tăng ma đẳng nguyện môn vãn nạn tâm nô đồng nhập tỷ nữ đính hải nam mô sa ba đề giới tam giới đại như lưỡng linh đồ bồ nhân gian nhà chủ thiên minh ngư hòa thân bồn tu a la đế ca mâu ni phật tượng quy phật tượng nguyện chúng sinh đề đại đại đạo pháp vô thượng tâm tượng quy pháp tượng nguyện chúng sinh tâm nhập kinh giả trí tuệ như ai được quy tăng tượng nguyện chúng sinh đầu đi đại chúng nhân thiết vô ngại hòa nam thanh chúng nguyện chỉ từ công đức phổ cả bư nhân duyên nga đẳng giữa chúng sinh lai cộng thành phật đạo.
theo A Đông gia hiếu chủ tỳ đồng pháp chủ kiền thành tạ lễ Nam Mô Đại Thánh Phổ Quang Giải Oan Kết Bồ Tát Cúc Cùng Tam Bái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Quy A Quy Bản Kim Cương Kế Giới Chúa A Mật Ni Đế Đại Minh Vương Bất Vi Bản Thể Hộ Đàn Tràng Bình Xích Yêu Ba Vô Chướng Ngại Gia Trì Cấm Giới Chân Ngôn Eco. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Mẹ trời đất đông dương là so văn đơn non kiên cổ xét xem thánh hiền là đấng tôn nghiêm vào ra chớ có coi xem lạ thường. Đàn tràng này ngày nay mới mở trên có lời pháp sự khuyên can dù ai tới chốn đàn tràng ở trong vân pháp tòa vàng uy nga. Nếu ngược lại coi xem thì bán nãy ra điều khinh màn tôn nhang luật trời tôi ấy phải mang ăn năn trắng kịp rõ ràng không sai. Ta bạc giám sát đôi ngài tấu thân công đức những lời chứng minh vận tuần hoàn vào mùa thu năm Quý Mão niên tháng á bảy ngày mùng chín bước sinh ào tới đương đàn pháp sự thần Sa Môn Thích Thanh Nam ứng đàn này hòa nam cân bạch nghề ba kiến minh dương thì nộp pháp đàn sỏi yêu cấm giới băng văn hợp hành tiến thị đạo vật thành tựa mấy che phù mà phép màu cứu hộ cho gia đình trai chủ dòng tộc họ Nguyễn chúng ta trông nên Phật ngự trên tòa độ nhân vô lượng gần xa được nhờ đàn chàng này thì phương khai giang vét trai đàn có bảng hai bên các ngôi ngồi ngự tòa xem xét xem bốn cõi cùng bên ba được bốn vương trời tây võ cho tiên tướng họ đàn tràng này xong chức như kim cương tam tướng hộ chỉ thánh vân bồ tát cực kỳ trang nghiêm trên cửa thiên hương bay chín vé các ngôi tòa hoa quá bình chấm phật trời giang phúc tùng lâm bao nhiêu ma quỷ tiềm tâm cõi ngoài ngày hôm nay gia đình trai chúng họ Nguyễn chúng con tâm trai phúc lành đưa đến trong ngoài phúc thêm mai ngôi hữu bản chứng tình những lời tha thiết tấu trình kính dâng vân trời vào mùa năm Quý Mão tháng bảy ngày mùng chín giờ lành tháng tốt thần chư tăng Thích Thanh Nam phụng hành hòa nam cân bạch nghề kích cổ tam tông kích cổ tam tông kích cổ tam tông cung anh chư Phật chư thánh hội đồng cung anh tam thập lục bộ quỷ vương thỉnh giáng đàn tràng liên anh chân đồng. À...
thịnh pháp sư kiền thành, kiền thành đỉnh lễ Phật Thánh hội đồng đỉnh lễ tam tục nội bộ quỷ vương cốt cùng ngũ ba. Thiên xích lăng khổ hải vạn trùng ba, dục biển luân hồi khổ cấp cấp niệm Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Giá trị hoa mỹ chân ngôn. Giá trị linh chữ chân ngôn. À, ngã kim chân linh chữ thanh biến thập phương sở. Vô lượng chư thánh hiền tất giai văn lai tập mà ta tu chấm di tánh bảo đa hồng âm chấn đông ư tây vực hiệu đồ cho di hằng ma trở y thế nội trung bát vạn tử thiên cân tôi toại thiền bố phi thiên ma quyến thuộc phổ tí hồi quang phan chiếu nhi cát ngưỡng tức đăng bát hàng đinh đê lý tu đàn trì tao đăng ma oán tịnh tam nghiệp chân ngô. Giá trị thịnh và chân ngôn. Giá trị lễ và chân ngôn. Tam thế Phật đã ra nướng đức tôn tam giác viên văn đức cổ thiên nhân á điều ngự á sư an á hồng phàm á thanh á đại từ phú á long á trần giới đăng ứng chất bi hóa phổ thủ cùng tam đế thời hoành biến thập phương dư chân bám nội minh pháp cổ quang diên á quyền lực á quyền thực á giáo an á hồng đại khai phương tiện nò nhược quy quy năng tiêu diệt địa ngục khổ chi chi tâm đàn nế đạt ma giá ni dục tôn báo tàng tu học hàm chư kế tập á hư tây vực an hồng thiên dịch truyền đông đồ tổ ấn sư hoàng hiền triết pháp thanh trương sở tam tựa phân đốn kiểm ngu giáo đình tông
Thô quý thần khâm long thiên hô đạo mê phiêu diệt chi an hồng chế ư chư nhật chân cam nô nhược quy năng tiêu diệt ngã quỷ khổ. Chí tâm thần nế tăng thần ra chúng trung tuân ngũ đức sư lục hoa ná lợ sinh á sư vì nghiệp an hồng hoàng pháp nhi thị giá bông thị cống trần thường yên tòa tịch tịnh sư. Dài tân phục tuyệt ni sung phục mê tân vi bất hàng lộng tích dài hồ pháp đăng án thường biên chiêu ăn hồng tổ ấn tương truyền nền dược phó quy y năng tiêu diệt bằng sinh khổ. Gia trì ngũ Phật quán tu di đỉnh được an. Hì đại xa thế hạm thức nghi tương đương công minh dĩ tự nhiên chúng đẳng trí tâm quy mệnh lễ đồng vương thế giới a gia vạn an ma ni hồng kỳ thân anh tăng anh hồng quang minh hồng hồng an ma ni hồng thủ anh chấp trì hàng ma tư an ma ni hồng chúng đẳng trí tâm tan na lễ anh đã hồng xưng ta lấy hồng hồng an ma ni hồng nguyện ngã phật từ bi tác chứng minh. Nam vương đề tới bao đường vừa nản ma ni hồng kê đan thích giác an á hồng phóng quang minh hồng hồng án ma ni hồng tu anh chấp trì ma ni bảo án ma ni hồng chúng đẳng trí tâm an á hồng xương tan lễ hồng hồng án ma ni hồng nghe nhá. Trung ông đề tới đề nữ văn án ma ni hồng kỳ thân hoang giác an á hồng vòng quang minh hồng hồng án ma ni hồng tu anh chấp trì thiên phật luân án ma ni hồng chúng đẳng trí tâm an á hồng xương đa lễ hồng hồng án ma ni hồng nguyện ngã phật từ bi tác chứng minh. Nam mô tam giới sư tử sinh từ phổ xa ba giáo chủ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô cực đặc giới tây vương giáo chủ tiếp ba dân hát đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô phổ đà sơn lưu ni giới tầm thanh cứu khổ quan thế âm bồ tát. Nam mô thiết vi sơn gian diêm ma đà giới ô minh giáo chủ địa tạng vương bồ tát. Nam mô quảng đa văn đệ nhất khải giáo lợi sinh át lan đà tôn na giả. Lục từ đại minh vương công đức minh nương hiền thiên thanh trung dĩ khẩu cộng thiên dương. Sắc đình đới vô lượng thọ tôn Phật ni. Di đại ai mẫn thế chúng sinh nguyện tứ từ bi thì gia hộ. An giai ngũ Phật cập ngũ tri an na hồng ma đà đại bi độ hiếu tình hồng hồng uống ba ni hồng. Ni giả xuất na sinh an lạc quốc an na hồng bát gia bát ta nhiễm thất thiết thành hồng hồng. Ma ni hồng mình ra bằng cứu tam đô khô an đã hồng hồng ta hàng phục ư tam miếu hồng hồng ma ni hồng an tự tức thì thành minh vương an đã hồng ma tự
đông phường bất tí động tôn hồng hồng úng ma ni hồng đi từ nam phương bao thắng Phật an hồng bát từ tây phương vô lượng thọ hồng hồng úng ma ni hồng từ đôi úi thành tiểu Phật an hồng hồng từ hóa hiện chỉ kim cương hồng hồng úng ma ni hồng an tăng phổ hóa chư thiên trung an hồng ma năng quang độ nhân gian hồng hồng úng ma ni hồng ni năng tiêu bát thu na thu an hồng bát năng thiện nơi bằng sinh cổ hồng hồng úng ma ni hồng ma ni 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 trí tuệ hoàng thâm đại biện tài đoạn cụ ba thuộc tuyệt trần ai tường quang thương phá thiên sinh bệnh cam lộ nắng trừ vạn kiếp tai thiên yêu phất cai kim thế giới hồng niên xuất linh ngọc lâu đài ngã kim dương tán vô cùng thần nguyện hướng nhân giai ứng hiện nay giá trị điểm từ chân vương Nam mô Thanh Nương Địa Bồ Tát Ma Tát. Khề thủ nan tư dư pháp giới vô lượng tam bảo trung thánh hiền nì ngã kim vô thế thế quẩn sinh nguyện tứ tử bi thì mặt ra họ ngưỡng ngưỡng bạch thầy vâng hoa chủ tinh diệu từ tôn hiệu a di đà cực lạc giới độ nhân khai tứ thập ban nhân tiếp vật khai thập lục quán môn từ văn biện phú tam thiên pháp vô vô triệm mờ xa giới thánh trùng đài đánh phương trùng pháp vương nguyện khai tư mân chi tâm giang phó kỳ đạo chi thỉnh pháp vương thanh đứng năn khả xưng dương
thị gia tức yêu Việt Nam quốc Nam Đinh tỉnh Xuân Trường Nguyên Xuân Đài xã hiệu Y Vu bản đàn tổ đường Nguyễn Tri Từ cư phụng Phật thánh nhân cúng dường thu tiền đến nay tuần lâm bù lan báo hiếu ông trung nguyên đành tiết xa tội vong ninh thép chào vong ninh và phật tâu bát thành biểu quan bái phật tiên kinh vi âm thù điệp cái vương hóa ngục mục độc ninh hồn cấp phó minh nghi tài bà kỷ cụ đặng vật tống thân tam phù giải áo an định kết giải trừ tiền oan nghiệp chứng giải trừ phiền não chứng giải trừ nghiệp tinh tổ thần truyền giải nhá trừ nghiệp bà phản kiếp luân hồi hành đàn giải tống vân ly đoạn kiều vong sơn chi tập trần tế cô hồn phóng sinh đua phúc kỳ nguyện âm diêu dương thanh lợi nạc sửa kim vị tín chủ nam hồn nữ tế nam phụ não ấu đồng chi tộc họ nguyện đằng tức nhận ngưỡng căn chuyên vị chữ vị vong linh gia thiên tiền tổ ngày hôm nay căn diễn kim mang nhật cát đã nhật kiên thiết đàn tràng phục nghiến mông sơn thế thật nghề
Nam mô Thanh Hương Địa Bồ Tát Ma Ta. Nam mô Thanh Hương Địa Bồ Tát Ma Ta. Hồng tử nghe dung xuất hương nghe ra thiên mẫu nhất diện thị tu thi phong đẳng minh thường gì tu ân tư diệu hương nghe ra gì tu ân luân thương giao hồng hồng ân ma ni hồng nghe ngất ngất nì giờ hương thiên mẫu cung răng văn ngân ngã mật tu bi hối nam tu nhân dân tử tính do cho thanh do hữu trùng trùng vi giờ hương cung yến thượng sư tam bảo duy nguyện tử bi ái lạp thụ. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Phật Bồ Tát Ma Ta. Nam mô Hương Cúng Dường Phật Bồ Tát Ma Ta. Ngật ni diệu a hoa thiên mẫu cúng dường Phật nguyện ngã Phật từ bi ái nạp thụ. Nhân duyên tự đánh ra rót thanh do hữu trùng trùng vi diệu a hoa thiên phụng nhân thượng sư tam bảo duy nguyện từ bi ái lạp thụ. Thanh a nhị vị a tiên cô dâng hoa thượng hiến. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Hoa Cúng Dường Phật Bồ Tát Ma Ta. Nam mô Hoa Cúng Dường Phật Bồ Tát Ma Ta. Ngật ni diệu đăng thiên mẫu cúng dường Phật nguyện ngã Phật từ bi ái nạp thụ. Thân duyên tự tính xa tất sinh ra hữu trùng trùng vô diệu ngã đăng
phụng hiến thượng sử Tam Bảo tôn duy nguyện từ bi ái nạp độ thỉnh nhị vị kim đồng ngọc nữ dâng đăng thượng hiến. Nam mô Đăng Cúng Dường Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đăng Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Ngật ni diệu trà thiên mâu cúng dường Phật nguyện ngã Phật tử bi ngai nạp tổ nhân duyên đơ tính thơ xuất sinh thảo hiếu trùng trùng vũ diệu trà phụng hiến thượng sử Tam Bảo duyên nguyện từ bi ngai nạp độ thỉnh nhị vị tôn ông dạy đức dâng trà thượng Nam mô A Di Đà Phật. 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 Vì lâu lắm mà chúng con mong thầy cùng đang đi mau về đây. Đường thiện đi hôm nay thầy và Phật tử đến đây đây niềm hạnh phúc vui xung quanh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Trà Cúng Dường Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Ngật ni diệu ca quả thiên mâu cúng dường Phật nguyện ngã Phật từ bi ai làm tổ nhân duyên từ tình sơn xuân sinh ra hữu trùng trùng vũ diệu ca quả phụng hiến thượng sự Tam Bảo tôn duy nguyện từ bi ai làm thù thinh tôn ông đại đức dâng quả thượng nghĩa. Dâng quả thượng nghĩa. Nam mô quả cúng dường Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô quả cúng dường Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Ngật ni diệu quả thực ngàn duyên nam mô cúng dường Phật nguyện ngã Phật tử bi ai nam tổ nhân duyên tự tình sở xuất sinh ra hữu trùng trùng vũ diệu thực phụng hiến thượng sử Tam Bảo tôn duy nguyện từ bi ai nam thụ thỉnh nhị vị tôn ông lại đức dâng thực thượng hiến.
mô hương hoa đăng trà quả thực cúng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương hoa đăng trà quả thực cúng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Ngã kim phụng nguyện cam đế nhất tâm phụng thịnh tận hương không biên pháp ma giới vi trần sát thổ chúng chư Phật này phạm tăng kim cương mật tích hộ pháp thần vương thiên long bát bộ bà la môn ni tiên trung ý duy nguyện ni bất vi bàn thế lần mật hữu tình thế nhã kim thời lai lâm pháp hội nhất năm ông thành chúng thành no nhân vương chúng bồ đề địa ngục vì công đề bất thành vật u minh giáo chủ bản tôn niêu tam vương mô tam duy nguyện bất vi bàn thế lần mật hữu tình thử giả kim thời lai lâm pháp hội nhất thân mê cùng tình pháp giới nục đạo thật loại cố hôn diện diện đại sĩ sở thông giả y bê lê đa trung chân xa trung loại giả thảo thủ mộc lĩ mỹ võng đường trẻ phách cố hôn tự tha thiên vọng giả thân quyên thuộc đẳng trung di nguyện thừa tam bảo chi diệu lực trượng bí mật chi chân ngôn thử nhận kim thời lại lâm pháp hội hương hoa thì nhì trên kinh nghe thính mười phương chư Phật nề tần nề không pháp giới mười phương kim cương hộ pháp thần vương thiên long bát bộ dẫn đường nghi chung hy sinh đức địa tạng u minh giáo chủ phòng hào quang tiêu ngộ độ mê từ bi bản nguyện đã thể chúng sinh độ tần bồ đề chứng nên ni xin đại thánh nhất năn tôn giả dẫn cô hồn sáu gà chúng sinh mười phương chư Phật đi thập loại hữu tình bảo nhau cùng đến nghe kinh kệ vang cam nơi ấn nơi hàng nam nữ nế bật bày các thứ đầy mâm ngày hôm nay trai chủ dòng họ Nguyễn Thành tâm tình chư hiền thánh giáng năm đàn trang nhớ nhờ phép màu mười phương chư Phật tụng sân ngôn bí mật tối ninh cô hồn mười loại chúng sinh về đây thụ hưởng cơm khanh này cũng giang không hoa có sẵn sàng ăn uống ly ít biến nhiều nhờ được phép màu cô hồn ta sẽ cùng nhau hay nghe sự tích phép màu mà trước sau nhé thiết giai hội rõ đâu mà có nập đàn chàng ba thi về đâu từ ngày khánh hỷ khởi đầu quan âm cứu khổ phép màu hiện đi ra ấy tiêu diệt quỷ ấy chính là bồ tát hóa thân ra và cứu vớt chúng sinh nguyên nên niệm bận tùng kinh nhờ công thân chúng uy ninh niệm màu cô hồn đâu đây tới mau tố ngam no về còn đâu hơn này đau bình cán kể sau đây cô hồn ghi nhớ từng giây phút này nay những ngày vua chúa ấy, xưa này phân chia địa giới tháng ngày giữ nhau văn võ các bậc anh hào vì dân vì nước cùng nhau giữ gìn cảnh vàng đá ngọc bao phen ngựa sẽ rong ruổi trận tiền hy sinh ai thay sống chết cho mình số sung hàn tận u minh nước mời cô hồn ơi hỡi cô hồn ơi thu cám nộ vị cho đời đời được dài ý lâu những thường ngồi những ngày hành tướng công hầu mà nhà cao cửa rộng biết bao công trình kinh luân chưa chất bên mình mà trí nhân lễ nghĩa tiền danh thi trường văn chương lỡ bước lầm đường mà học hài thì vẫn nghĩ nhớ nhàng công danh thiệt mình riêng phận đã đành khó khăn nhà cửa tan tành đôi nơi cô hồn nơi các cô hồn à ơi thú cam lộ vì ai người thần à thương
ấy thương ấy những ngày mưu được bình cơ án bang định quốc cõi bờ chí cao đánh đông dẹp bắc anh hào tướng binh thông định cờ đào trọng tay tiêu trừ giặc cướp than ngay quên nhà bỏ mạng kế hay cứu đời cô hơn ơi cô hồn ơi thủ cam độ vì của họ Nguyễn người chúng con kính dâng những thường ngồi những ngày cây thế bình hùng xa cỡ thật thế bên sông thiệt đời nghiền ngu già trẻ mà gái trai số cùng mang tận quê người bơ vơ không quên đất nước bao giờ cho nên đói khát bên bờ là nơi cô hồn nơi các cô hồn ơi thủ cam lộ vì cho đời thanh danh thương ngày những ngày uống tử trong thành gió mưa xâm chớp hoành hoành thảm thế mà kêu quỷ lũ bốn bề khóc than dậy đất ù ê oan hờn biết nay đành phận kém hơn thương thay mười nói cô hồn là ai cô hồn ơi cô hồn ơi thụ cam độ vì tuyệt đời và thơm ngon nhưng thường ngồi những ai mình tướng kinh hồn hai bên chiến trận mưa tuôn mây sầu ầm vang chiêng trống hồi nâu xe hàn vỡ mất khí hào bốc lên dập trời mà cờ hiệu hai bên chung sinh nghiệp trương náo phiền thế thôi cô hồn ơi các cô hồn ơi vì đâu đến nỗi cuộc đời mà nát na tan ấy hãy thương ơi trận phiền thành đống cho tàn tướng không cho trốn nguy nan bỏ đời ngựa xe tên đạn bời bời đời binh tan loạn khắp nơi tan tành lại còn gươm dao vây quanh đạn tiện bắn xé thân hình mọi nơi cô hồn ơi lại đây sám hối tội thời được tan nỉ ngay thương ơi. Những ai rắn cắn hổ hồ thiên nôi dịch nệ cỡ đồ nát tan tường xiêu nhà đổ ngập tràn sông xôi thắt cổ chết oan ở đường ai những thân thích xót thương nên mà thu nhật đám xương đã rời cô hồn ơi thụ cam độ vì đời đời thành thơ những ai cướp của đốt nhà lại còn sát hại chẳng tha mạng người kẻ này hung ác nhất đời phép vua luật nước chẳng coi ra gì bắt giam vào ngục một khi gầy roi đánh đập thân thì nát tan đau đớn cắt thịt moi gan đề đền mà tội ác thét vang dậy trời cô hồn ơi các cô hồn ơi thủ cam lộ vị đồng thời tỉnh ra những nghi ai hiếu thuận mẹ cha cứu mang chín tháng khó mà báo ân công nào cúc dục ân cần tỏ lòng hiếu đế được phần nào chẳng oan gia ngỗ nghịch khủng hăng vừa ra mạnh tang biết đường nào đi một mãi về cõi âm thi tội kia phúc nọ biết gì đúng sai cô hồn ơi thụ cam độ vì cho đời thành cao mang lặng để đau lâm bồn một sớm mai vào thăm nom tâm thân sinh nở gây còm mà đau như dao cắt sớm hôm mai hùng sinh không tử nay hoàn không thương thay số phận mong manh một đời cô hồn ơi các cô hồn ơi thủ cam lộ vì với đời dài lâu nhớ lại thình kẻ xuất chân thường sĩ
nước rừng thuyền lạnh chỗ phàm phu. Cao tăng quyết chế tu trì nằm trăm giới luật công phu rồi mai mới giữ gìn phạm hạnh hôm mai tỷ kéo ông đi khác người thế gian hoàng hòa thi trúc luận bàn không đàm bí mật lên trang thế tình bóng đèn đập loa như hình than nỗi một phút đứt tình thiền âm nghe lời bát nhã phàm âm truy thích từ lai lâm đáo tràng hàn âm hàn âm thì cố hồn bảo nhau nghe hiểu rõ phép màu trước sau tâm con người ta vốn xưa nay cũng đều tính Phật mảy may khác nào mà trăng trong như ngọc quý sao như vầng trăng sáng thanh cao giữa rời vì đâu trôi giạt xa khơi biết đâu ngàn giác tìm lời trở về sinh thời hữu lậu u mê cho lên nghiệp chướng khôn huề tránh đâu nào là sợ hãi âu sầu. Ôi thôi cũng chịu biết cầu cậy ai may nhờ pháp đức Như Lai từ bi thế độ vớt loài trầm luân mở đường phương tiện xa gần mì lũ người phải sớm ăn năn hồi đầu thành thâm quy kinh cùng nhau sắc không không sắc nhiệm màu bao la tình nghĩa chân chớ thôi thiếm tà Phật tâm Phật tinh vốn là như nhau tự mình chiếu ánh sáng vào vậy lên tỏ khắp ngõ hầu quán không u hồn nam bắc đông tây nhờ đàn pháp thi thoát vòng trầm mê luân A Di Đà Phật quảng phát vô biên thệ quản độ chúng sinh khổ hai trường điêu lịch nhiệm y hạ lương chi lý tạo bát là nhất song nghi chỉ ngài vẫn chúng sinh đồng liên hoa hội chưa về vọng linh hồn nhớ thập loại cố hồn ơi nghe tiệt nề bảy xin nhờ càng kinh tòa chữ vì cùng thiên long hoan hô chỉ mà cát tường như ý từ bi nhân duyên công đức chúng sinh độ trì A Di Đà Phật chứng minh hộ trì cho đồng tộc người nguyện viết nề kháng cường đời đời xin xin nhờ phúc quả nương nhân viên mang công đức tinh thần vì tha ba đức công đức hàng hà cô hồn thường hà xa phúc điện hồi hướng công đức vô biên thoát khổ về miền cực lạc thành thơi cô nơi các cô hồn này ơi về đây thụ hương đời đời dài lâu nam mô thích định độ tam ma ha đà nam mô thích định độ tam ma ha đà nam mô thích định độ mô thích định độ tam ma ha đà thư văn tư đăng a kim vi như cung như lai ngắn trời hiền nam thi linh như đạo đến đề tam đó bất hạn thi ngang không nghĩ khổ thường như ngã nai chân định nguyện từ nam mô đà phật như nai chư đạo ai thiên do an na văn thi linh hiệu nam như đạo của thi chân đưa từ nam mô bảo thân như nai như đồng văn thư chư văn bảo thân như nai linh hiệu nam linh hiệu chân đường nguyện chữ hương yên biến pháp rời phổ thi đắc giải thoát quỷ chúng nam mô hương cúng dường bồ tát ma tát nam mô hương cúng dường bồ tát ma tát nguyện chư phật di thần thông lực gia trì bội trung ba đương thủy nguyện từ cam lộ biến pháp rời phổ thi quỷ chúng đắc thanh nữa nam mô thủy cúng dường phật bồ tát ma nam mô
thì cũng giảng Phật Bồ Tát Ma Ta. Nguyện chư Phật lý thần thống lực gia trì học chúng thường diệu thực. Nguyện từ trai thực biên pháp giới phổ thí quỷ trung đăng bao ma. Nam mô thực cũng giảng Bồ Tát Ma Ta. Nam mô thực cũng giảng Bồ Tát Ma Ta. Như đăng và tự ngã kim thì như bốn hợp vương. Đưa đăng văn đưa chúng ngã ngã kim đưa cũng đưa biên tập vẫn nhân thiên ứng thật năng tự không biên thì thử không được mở cả nhân thiên đi nghe vô đó đời ơi ông văn tử là ông thầy như bà đã đi vô ngã được chứng nhân mô lô lăng ra bà hát mô lô lăng ra bà hát mô lô lăng ra bà hát mô cũng là nhân ân đại phần cung đức vô lượng vô biên âm siêu thương giới phú thọ vĩnh thiên thăng an mật tà cấm phán ni hồi nam mô sinh tịnh độ bồ tát ma tát ni nam mô sinh tịnh độ bồ tát ma tát nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Kính bạch chân chư tôn đức, kính thưa các quý vị trong gia đình dòng tộc từ đường Nguyễn Viết. Cũng nhờ ơn đức tiên tổ cao dày, ngày hôm nay con cháu thiết lập đàn tràng trên cung thỉnh mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Hạ thì bá thí chúng sinh thập loại cô hồn, những người không nơi lương tựa, về trước từ đường Nguyễn Viết đây. Mỗi người một nước một non, đến cửa từ bi như con một nhà. Trong gia đình, trong dòng tộc, trong đất nước, trong xã hội thì tâm ban quốc tịnh độ an. Trong gia tộc chúng hậu duệ họ Nguyễn Viết mà thiết lập trai đàn, cung thỉnh chư tôn đức cùng các thầy cung văn đạo tràng thiết lập đàn tràng từ buổi sáng đến bây giờ đã mãn khóa. Xin đại diện chư tôn đức cùng các thầy cung văn đạo tràng xin chúc dòng tộc họ Nguyễn Viết được nhị tự bình an, các cụ thất tổ cửu huyền nội ngoại tông thân được cao đăng Phật quốc. Thời giờ này xin các quý vị chúng ta hướng lên để làm lễ mãn tán cũng như hồi hướng cho chư vị chân linh cũng như các vị ngày hôm nay tu thiết trai đàn được mọi sự cát bảo bình an, vong linh thì được siêu sinh thoát hóa về miền Tây Phương. A Di Đà Phật. Thành pháp chú kiện thành con cháu dòng tộc họ Nguyễn tiền là tùy tòng tả nễ cúc cung tam ba 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 xin đại Phật. Sau chương trình là một cụ đại diện cho dòng tộc họ Nguyễn sẽ đứng lên có lời cảm ơn các quý sư quý thầy. A Di Đà Phật. Alo. Xin kính thưa thượng tọa, kính bạch đại đức chư tăng, kính thưa các thầy, thưa toàn thể các vị cao niên trong dòng tộc, toàn thể các chú các cô, các thím cùng anh em con cháu trong dòng tộc họ Nguyễn, thưa toàn thể các vị khách quý, hôm nay họ Nguyễn chúng tôi long trọng tổ chức đại lễ cầu siêu phả độ cho vong linh gia tiên tiên tổ, được sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của các nhà chùa và các thầy.
đã giúp đỡ cho khóa lễ chúng tôi đến giờ này thành công tốt đẹp và viên mãn. Thay mặt cho dòng họ không biết nói gì hơn, xin kính chúc sức khỏe thượng tọa, các vị đại đức chư tăng và các thầy lời chúc phúc tốt lành nhất, lời chúc sức khỏe chân thành nhất, và chúc nhà chùa làm được nhiều những cái việc mà công đức tốt hơn nữa để phục vụ cho nhân dân và cũng như phục vụ cho các tín đồ Phật tử cũng như các dòng họ khác như dòng họ chúng tôi, để cho con cháu trong dòng họ của chúng tôi cứ như dòng họ của các dòng họ khác làm ăn ngày càng phát đạt. Thế và cũng thay mặt cho dòng họ xin cảm ơn các thầy, chúc các thầy thân tâm an lạc, gia đình luôn luôn hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn.